Khi chúng ta đang muốn làm một kênh YouTube ấy, hoặc là khi chúng ta đang muốn xây dựng và phát triển một kênh YouTube, thì chúng ta phải cần xác định được là rõ ràng là về cái tư duy, và chúng ta phải biết được là những cái thứ gì mà chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta phát triển được cái kênh, xây dựng kênh YouTube nhé. Thì đầu tiên ấy, cái điều đầu quan trọng nhất đó là các bạn phải xác định có được một cái tư duy thật là đúng. Thì cái tư duy đầu tiên ấy đó là bạn hãy làm bây giờ hoặc không bao giờ. Làm để thất bại, hoặc là khi lớn lên, khi mà các bạn có tuổi thì các bạn xác định, các bạn bảo là giá như ngày nọ ngày kia. Cái tư duy thứ hai đó là các bạn phải có được một cái lý do thật chính đáng. Phải làm vì cái lý do, vì cái mục đích, vì cái mục tiêu của các bạn. Các bạn hãy làm đầu tiên ấy, thì các bạn hãy làm được một cái những cái video mà mình thích trước đã. Cái mà nó đó sẽ tạo ra được cái niềm vui cho mình, thì đó là cái niềm vui cho mình mà, thì nó không bao giờ gọi là thất bại được, mà nó là cái thành công, vì nó đã tạo ra được cho các bạn là những cái niềm vui của mình, vì nó là niềm vui mà, và mình đang quá trình là mình đang học hỏi và hoàn thiện YouTube. Cái tư duy thứ hai ấy, đó là bạn phải làm thật video ấy, thì các bạn phải làm thật là nhiều lên để cho một cái kênh nó có lượng xem và nó phát triển, thì bạn phải liên tục làm ra những cái video, nhiều video. Khi mà bạn có được 100 video ấy, thì mình chắc chắn một điều là các bạn sẽ có được một cái lượng khán giả xem nhất định, những cái người xem nhất định. Nếu khi mà các bạn có được 100 video rồi mà không có người xem, không có cái lượt tương tác, thì bạn phải xem lại chính bạn, xem lại cái nội dung, xem lại cái video của các bạn. Cái tư duy thứ ba ấy, thì bạn hãy luôn luôn xác định được cái tư duy này đúng, đủ, đều. Và cái video của chúng ta thì nó phải hay và nó mang lại cái giá trị cho người xem. Thì đúng ở đây là gì? Các bạn có thể là bạn phải xác định là cái thời gian đầu khi chúng ta làm ấy, thực tế này sẽ không có người xem đâu, cũng không có người sắp đâu. Chính vì vậy thì cái sự kiên trì của chúng ta ấy, nó vẫn là cái mức độ quyết định để chúng ta có thành công được cái những có được một cái video tốt hay không. Cái tư duy đúng tiếp theo đó là có thể là các bạn phải theo một cái tiêu chuẩn của YouTube, hoặc là các bạn phải cái nội dung của các bạn phải đúng, nó phải nhất quán với cái nội dung của cái kênh. Chứ ví dụ như khi mà người ta đang xem một cái chủ đề này mà bạn tự nhiên bạn nhảy sang chủ đề khác thì dần dần cái độ tương tác nó sẽ giảm đi, vì rõ ràng là khi mà vì khán giả hiện tại đang thích ăn cơm chẳng hạn, mà bạn cho người ta xem ăn cháo thì người ta sẽ không quan tâm, thì khi đó YouTube sẽ nhận biết được là và nó sẽ không cho chúng ta đề xuất. Rồi cái đủ ở đây ấy, đó là mình sẽ chia sẻ ở những nội dung bài sau nhé, và trong các cái bài mình chia sẻ vào hoặc là trong các khóa học của mình sẽ chia sẻ rất là sâu. Cái đều ở đây ấy, đều là các bạn phải xác định là phải làm đều. Nếu mà một tuần hai video là cứ đúng hạn một tuần hai video, và đúng cái thời điểm đó, đúng cái giờ đó thì các bạn đăng video lên, thì như thế nó sẽ tốt và YouTube nhận biết được để nó tạo ra cho chúng ta cái đề xuất nhé. Bạn không làm thất thường như là một tuần một video rồi tuần khác nhảy hai video ba video, thì như thế là YouTube nó sẽ không nhận biết được mục đích và cái mong muốn của các bạn, thì nó tạo ra được những cái đề xuất cho chúng ta. Và cần hơn thì nếu mà tốt hơn thì các bạn nên chuẩn bị là những cái về có những một cái kế hoạch sơ bộ để tạo ra cái video hàng tuần để cho các bạn đáp ứng được là cái thời gian đó bạn đăng video lên. Đó là những cái tư duy về cái nội dung, về tư duy để chúng ta đúng khi chúng ta làm YouTube. Bây giờ là những cái điều mà chúng ta cần chuẩn bị ấy, đó là cái điều chuẩn bị đầu tiên đó là các bạn phải cần một cái Gmail thật là tốt, Gmail các bạn hay dùng, Gmail cổ, để cho làm sao nó sẽ tăng được cái tìm kiếm, nó sẽ tốt cho được cái SEO tìm kiếm và nó sẽ tăng được cái đề xuất cho chúng ta nhé. Một cái Gmail mà mới sử dụng thì gần như là nó không có vai trò gì cho cái tìm kiếm, không được xếp tốt tìm kiếm, và nó cực kỳ nó khó ăn được cái đề xuất nhé. Cái chuẩn bị thứ hai đó là các bạn phải có được một cái số điện thoại để các bạn xác minh được cái kênh của chúng ta bằng cái số điện thoại đó, để cho nó có nhiều cái ưu đãi hơn, nhiều cái đặc quyền lợi hơn dành cho bạn nhé. Cái thứ ba ấy đó là các bạn phải xác định được một cái chủ đề, cái nội dung đúng theo cái mục đích, theo cái sở thích của chúng ta. Cái thứ
tư ấy, đó là các bạn cần phải có được một ít nhất là một cái điện thoại để chúng ta quay được các cái hoạt động của chúng ta, để chúng ta làm cái video. Còn tất nhiên là khi tốt hơn thì các bạn nên phải có được một cái máy quay, thì như thế là cái chất lượng video nó cũng sẽ tốt hơn và YouTube sẽ nhận định được là nó sẽ ăn được đề xuất tốt hơn. Vì dù sao thì cái chất lượng video nó cũng rất quan trọng đến cái vấn đề về đề xuất video của chúng ta. Cái thứ năm ấy, đó là chúng ta cần phải có một cái máy tính để chúng ta làm sao cho chúng ta thiết kế ảnh này, chỉnh sửa video thật là tốt, để cho khi chúng ta đăng lên để làm sao mà níu chân lại được người xem. Đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu ấy, là các bạn cần phải có là các bạn xác định được một cái địa điểm để làm sao mà chúng ta là có đủ độ đủ ánh sáng này, rồi chúng ta cần có được những cái thiết bị như là ví dụ như cái phông bạc này để các bạn làm này, rồi những cái về chân máy chẳng hạn để các bạn phục vụ cho cái mục đích của các bạn. Đó là những thứ mà chúng ta cần chuẩn bị để chúng ta bắt đầu một cái kênh YouTube của chúng ta nó thật là tốt. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có được một cái kênh YouTube tốt trong cái thời gian tới nhé.